Vật tư nông nghiệp Út Nhỏ xin kính chào quý bà con. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý bà con một dòng thuốc trừ gầy gẹp với thành phần hoạt chất là Lambada, Sihalorin và Thiamethoxam. Đây là dòng sản phẩm thuốc sâu gầy dạng sữa nên là rất là an toàn cho cây trồng, vật nuôi, an toàn mát cho bông và trái non, không có gây rụng bông, không gây rụng trái non. Và với thành phần hai hoạt chất như thế này thì nó có tác dụng là tiếp xúc, bị độc, lưu dẫn nhanh, cho nên là thuốc rất là hạn chế bị rửa trôi và luôn hiệu lực kéo dài. Thì cái dòng sâu gầy bên em nó quản lý được các cái đối tượng ví dụ như là bọ trĩ, gẹp sáp, gầy phấn trắng, mũi hành, gầy xanh, gầy nhảy, ruồi đục trái, sâu lông, sâu đục cuốn, sâu dẻ bùa, sâu đục thân, sâu keo, sâu phao, vân vân. Và một chai như thế này là 240 cc. Quý anh chị mình có thể pha cho một phi 200 lít nước. Và mình có thể sử dụng cái sản phẩm này kết hợp với tất cả các dòng thuốc sâu gầy khác để tăng hiệu lực thuốc, tăng độ bám dính và hạn chế tính kháng đối với các đối tượng gây hại. Quý anh chị nào quan tâm đến sản phẩm thì bình luận phía dưới video em tư vấn kỹ hơn nha. Cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi video của em.